Như vậy thì chúng ta sẽ làm theo cách như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra, chúng ta clone cái project đấy về này. Tôi chưa cài nốt module gì cả thì trông nó sẽ như thế này. Cho mẹ đó, chị nhầm. Đây, trông nó sẽ như thế này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái project mới, một cái project về Angular mới ở trong này. Ví dụ cái này tôi sẽ đổi tên đi để một đi. Đó. Đây. Tôi tạo ra một cái project nữa. Thì đi lùi một cái mục này. Ng project new project Angular. Yes. Enter. Thì mất thời gian một chút để cho nó chờ đợi cái việc nó cài cắm các cái thư viện cho chúng ta. Các bạn cũng làm cùng tôi đi, chúng ta chuyển cái project này sang trên cái Angular kia, ở trên cái Firebase kia, nó hơi mất thời gian một tí nhưng mà tôi thấy cái cách đấy nó hiệu quả hơn. Sau này chúng ta làm demo thì nước gì cũng đẩy lên cho nó dễ. Làm luôn các bạn nhá. Tạo một cái folder xong rồi trong kia phải có cái nốt kia rồi thầy. Cái gì? Tạo folder xong rồi trong cái Angular này phải có mấy cái nốt này rồi thầy. Nốt nào? Mấy cái mà thầy mở trong cái Angular ứng dụng 1 đây. Đây gì? Vâng, đấy. Cái này nó là cái thư mục mình tải từ trên Stackblit về đây. Tải về đây. Ở đây này. Đây nha, project đây nha, thì em tải về đây này. Vâng rồi. Đấy, xong mình tạo ra một cái project của Angular bên cạnh. Trong thời gian chờ đợi các bạn thì tôi sẽ up cái video của lớp VP2 hôm qua lên. Đợt này khổ vãi. Có một lớp VP2 các bạn ấy feedback giảng viên ác quá, tôi phải nhảy vào tôi giải quyết. Thế là lại phải dạy phụ đạo cho các bạn ấy môn của block 1 ở trường. Đoàn cài tạo project mới đi. Chờ tôi mấy giây nhé. Đưa luôn này. Bình thường cứ từ từ chờ nó tí. Rồi. Đây nha. Tôi sẽ tiếp tục này. Đây tôi đã tạo ra project và tôi cài cắm nó xong rồi nhá. Được chưa? Bây giờ thì tôi sẽ mở cái project này ra bằng cả hai cái tool. Tôi bỏ cái này đi. Rồi. Đi đây. Đây này. Đây. Đây, hai cái này. Rồi.
Thì bây giờ cái việc tôi sẽ phải copy cái thư mục src trong cái app này, copy tất cả những cái gì ở trong cái phần app này, tôi chuyển nó sang cái project của bên này. Dạ, thì chúng ta sẽ dùng dùng lại được toàn bộ những cái gì mà project trước nó đã có, ví dụ như ở trong cái này. Đây, tôi sẽ vào cái thư mục src này, tôi vào trong thư mục app này. Đây, app nó có cái gì tôi xóa hết nó đi, tôi xóa hết những cái gì có trong app của thằng này đi, được chưa? Hoặc là chúng ta sẽ tổ chức lại nó, các bạn giữ lại cái file để xem nào, xem nó có khác gì nhau không đã. Nó có cái file app module này, app module này chúng ta sẽ sửa thôi, à, giữ lại toàn, à, xóa hết toàn bộ trừ cái file app module và app routing, được chưa? Hoặc là chúng ta xóa hết đi cho nó tiện cũng được. Đây, xóa hết đi. Rồi, một file. Chúng ta sẽ copy cái phần src trong phần app này, copy hết, copy hết chuyển sang bên kia. Đây, về vào đây. Được chưa? Đơn giản thế thôi. Chúng ta xem ở trong cái file index bên này chúng ta có làm cái gì không. Trong này còn chẳng có index. Đây, index này, index này chắc là không có gì. Đây, mình sẽ xem cái file index ở bên này, index.html. Đây, chúng ta không có gì cả, my app thôi. Đó, không có gì cả. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chạy cái project 06 gì cách s cách trừ o lên xem có chạy được không. Đâu, rồi nó đang compile, chắc là chạy được không. Cái chuột của mình nó không nhận. Với mẹ đây đang lỗi gì đấy. The selector my app did not match any element. Còn tôi đang chạy ở trong thư mục nào, đang chạy ở trong thư mục không có số 1 này. Này có index này. À đây, cái này là app root này. App root này thì mở cái app component ra,
Tôi đang để trong này là My App thì tôi sửa lại thành là App chỉ bút đi xuống. Đó. Thì chúng ta sẽ chạy lại được như bình thường. Cái project này chạy được như bình thường. Được chưa các bạn ơi? Run test của mình xem nó đã chạy được chưa? Check lại của mình đi. Quả này. Được chưa các bạn ơi? Đâu hết rồi? Ô. Đang thử thầy ạ. Tức là vẫn chưa xong cái gì? Vâng ạ. Ok, thế tôi sẽ chờ. Nó hơi bị đơ ạ. Cái trên Windows thì nó sẽ bị lâu. Xong chưa? Tôi cứ tiếp tục nhé. Có gì chúng ta về chúng ta xem thêm video nhé. Thì chúng ta Vâng ạ. xem lại cái hướng dẫn của thầy Đạt. Hôm trước ông đã mò rồi thì chúng ta cứ thế làm thôi. Chẳng tội gì phải đi mò mẫm mới cả. Đây. Rồi bây giờ thì chúng ta đã tải được cái project đấy về chạy trên máy mình rồi, được chưa? Bây giờ đến giai đoạn 2 là giai đoạn Đến trên build ra cái rồi file đến list. trên thằng file space nó sẽ về một. Rồi tải được xong.
Đúng rồi. Thế sẽ bật cái terminal này. Nào. Reboot lại con nữa. Đó. Như thế đấy, thầy đã cài đặt xong thằng tất cả package ở trong file package.json rồi. Mình đã không tìm lại interface này nhá. Rồi, thầy xóa này, thử thay ngay. Có 4200 lên để chạy kiểm tra. Và mình sẽ build cái bản này ra một bản product. Đang ghi build. Từ trường, product. Rồi, bây giờ chúng ta build. Đã chạy xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ build cái project này ra. Cứ làm được hướng dẫn thôi. Đây, Angular. Đây, tạo ra một cái terminal mới trong này. Chúng ta có ng cách build trừ trừ product. Đó. Đây là compile đúng không? Cái ng build này thì là như này. Sau khi các bạn thực hiện ng build thì nó sẽ chuyển cái toàn bộ cái source code của chúng ta sang một cái thư mục, tên là thư mục đấy nó tự đặt là thư mục dist. Được chưa? Khi các bạn chuyển sang như vậy, sau này khi mà chúng ta làm dự án thật đấy và code cái phần front end của nó bằng Java bằng Angular ấy, thì chúng ta không bê cả cái project nặng phải đến cả ghi này lên trên server để chạy đâu nhá. Chúng ta chỉ chuyển deploy cái bản build thôi. Các bạn hình dung không? Chúng ta chỉ deploy cái bản build của mình ra thôi và ném thẳng vào trong cái file trên server, ở trong cái thư mục trên server để làm chỗ nào làm front end ấy. Chứ chúng ta không bê cả toàn bộ cái project ra đây. Các bạn thấy này, cái thư mục dist này nó build ra cái này. Được chưa? Cái thư mục này các bạn sẽ thấy là nó khá là nhẹ. Get info rồi. Đây. Nó có 815 kilobit thôi. Không có nhiều đâu, nó chỉ có thế thôi. Được chưa? Chứ còn cả cái project này nó rất là nặng. Nên là chúng ta chỉ bê cái này phang lên kia, chứ chúng ta không mang cả cái project này đi đâu. Được chưa? Lưu ý nhá. Đấy là ý nghĩa của việc build. Tài chết. Stack list đâm ra nào. Rồi lại bỏ lỗi tiếp. Nó build ra một cái bản product của chúng ta. Hiện tại chúng ta reload lại project cái nào. Đó, thì các bạn thấy nó build ra một bản là bản gì ấy? Dis lấy cái thư mục dis của thầy Đạt vào đây. Tất cả nó như file lại. Đây là bản product của mình. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến cái file đến bước tiếp theo. Đầu tiên là các bạn sẽ phải gì? Dụ thầy log out thằng này ra. À, bây giờ các bạn sẽ phải tiến hành là tạo tài khoản. À vậy phải sử dụng cái Firebase. Thì chúng ta vào cái đường dẫn này nhá. Đây. Firebase. Đây, chúng ta vào Firebase này. Sau đó chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản của mình. Ví dụ tôi đăng nhập bằng tài khoản thiện TH. Đây. Được chưa? Xong rồi các bạn sẽ vào trong phần Get Start. Get Start này nó sẽ sang cái trang là Console Firebase Google. Được chưa? Tiếp theo thì chúng ta tạo ra một cái project mới. Đây tôi ở trong này tôi đã tạo ra rất nhiều dự án rồi này. Thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra cái project mới cho mình. Tạo ra. Được chưa? Thì ví dụ như chúng ta sẽ tạo ra cái thư mục là pt14306 trừ ứng dụng trừ Angular. Dạ, continue. Dạ, đấy chúng ta tạo ra project. Continue. Select account này. Default account Firebase này. Dạ, create project. Và bây giờ ngồi chờ thôi. Chờ để nó hoàn thành cái project của chúng ta. À, chờ để nó tạo ra cái project mới ở trên Firebase. Rồi sau continue chúng ta sẽ vào phần quản trị như này. Được chưa? Tí nữa chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng hosting của nó để chúng ta đẩy lên. Được chưa? Bây giờ xem tiếp.
Các bạn sẽ phải đăng ký một tài khoản nhé. Đây, đăng ký cái tài khoản này, sau đó login vào trong tài khoản này. Rồi, các bạn cho file space login. Đấy là bước đầu tiên. Thì do thầy đăng nhập rồi, đâm ra là... Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là đăng nhập vào. Yeah. Đăng nhập vào trong cái Firebase của thằng à, đăng nhập bằng Firebase vào trong cái project này. Đây. Firebase cách login. Firebase not found. Thế thì hôm nay cài thiếu gì rồi? Nó mới báo như thế này thôi. Còn nếu giả dụ như các bạn chưa đăng nhập ấy, thì nó sẽ tự động nó bật lên một cái cửa sim. Sau đó login. Để xem ông này còn thiếu file tiếp tục gì chúng không? Ta sẽ đến cái file đến bước tiếp theo. Đầu tiên là các bạn sẽ phải gì? Dụ thầy file lại. Rồi reload lại project cái nào. Đó, thì các bạn thấy nó build ra một bản là bản gì? This folder this. Đấy, tất cả nó như file lại. Đây là bản cố đắc của mình. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến cái file đến bước tiếp theo. Đầu tiên là các bạn sẽ phải gì? Dụ thầy lock out thằng này ra. Rồi, từ cái phần này của thầy Đạt là thiếu hướng dẫn thiếu nhá. Thiếu mất việc chưa cài cắm Firebase. Để tôi thử xem nào. Angular 2 Host in Firebase. Rồi. Để xem nó có cái đoạn cài cắm nó không. Search này, chạy này. Build này. Creating a Firebase project and install Firebase command line tool. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta đây, chúng ta sẽ phải cài thêm một cái bước này nữa. Dạ, cài thêm một cái bước này nữa là npm cách install cách trừ g cách Firebase tool. Được chưa? Thầy Đạt thấy thiếu cái bước này. Rồi. Đây, chúng ta sẽ tiến hành là cài cắm vào máy mình. Chúng ta gõ một cái câu lệnh như cái phần hướng dẫn là npm cách install cách trừ g cách Firebase tool, enter xuống. Cái này nó sẽ cài dạng global trên toàn bộ máy của chúng ta. Rồi ok, chúng ta cài xong rồi này. Cài xong cái Firebase rồi này. Bây giờ chúng ta gõ lại là Firebase login. Đấy. Ví dụ như yes đi cho mày phân tích. Muốn làm gì mày làm. Đây chúng ta sẽ sử dụng cái email mà chúng ta vừa mới tạo ra cái project ở trên Firebase. Cho mẹ máy rồi. Rồi đây. Cho phép. Đấy, cài xong rồi nhá. Đây đã cài xong rồi, success login sthfpt.edu.vn này, được chưa? Rồi chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo. Đã login xong thì bây giờ chúng ta sẽ Firebase init, được chưa? Và Firebase deploy, để tôi xem nào. Firebase init, rồi để xem nào. Bây giờ chúng ta sẽ phải lựa chọn cái dịch vụ mà chúng ta sẽ sử dụng của Firebase. Ở đây chúng ta có các cái lựa chọn, ví dụ như database này, Firestore này. Firestore với lại database này nó là gần như nhau, nhưng mà Firestore nó là phiên bản sau nhá. Function không, chúng ta chọn hosting. Dạ, yeah. Chúng ta chọn hosting, configure and deploy Firebase hosting site. Chọn cái đấy. Ồ, lỗi mẹ rồi. Must at least one a rồi. Đây chúng ta phải chọn dấu cách. Đây chúng ta hosting chọn dấu cách này để nó tích đi cái vùng màu xanh này vào. Xong với enter. Đấy. Query use an exist project. Chọn luôn. Rồi đây, chúng ta sẽ chọn cái project của mình đây, PT14306 ứng dụng đây. Rồi,
one to US Public Directory. Phần này mình chưa rõ lắm. Để xem lại xem nào. Database này. Hosting này. Để xem lại cũng đạt xem ông làm những cái gì. Thì do thầy đang copy đăng nhập xong. Bây giờ dự án của bạn đã có sẵn rồi, hai nhá. Thế này. Đây là thầy đang chọn. Thấy là gì? À, cái folder nào? Thì chúng ta sử dụng folder this. This demo. Rồi ok. Đây chúng ta sẽ chọn cái mục là this. Được. Đó, không có. Chúng ta sẽ copy lại tên thư mục. This này, Angular PT14306 trừ ứng dụng này. Enter. Rồi, cho nó có rewrite, ông này cũng có chọn rewrite. Rồi, config single page app override hay không? No. Rồi, no. Chọn no. Gì đây? Find this angular index on this. No. Đã tạo rồi, không tạo lại nữa. Rồi ok xong. Thế chúng ta config xong. Tiếp theo thì chắc là deploy thôi. Sau khi bay deploy. Init được rồi, một file thông báo à một file config. Đây, chúng ta sẽ có là file bay cách deploy. Xem nó có lên không. Đang đẩy lên đấy. Rồi ok. Sau khi đưa lên sau thì chúng ta có cái đường dẫn này. Đường dẫn này. Copy này. Bây giờ chúng ta sẽ mở thử cái đấy ra. Hy vọng nó chạy. Đây. Project của chúng ta chạy bình thường trên cái đường dẫn là web.app. Được chưa? Ok chưa các bạn ơi, đây là chúng ta đã đẩy được cái project Angular của mình lên trên Firebase rồi và chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa thêm những cái thứ gì ở trong file này để chúng ta có thể là đẩy được source code lên trên Firebase cũng như là chúng ta chỉnh sửa tại máy của mình sau khi, nhưng mà chúng ta nhớ nhá, các cái bước sau khi deploy rồi ấy, bây giờ những cái gì mà chúng ta muốn đẩy mới lên thì chúng ta sau khi mình code xong thì mình phải gì ạ, phải build cái source code của mình sang cái thư mục this, được chưa ạ? Phải build ra xong rồi chúng ta lại gõ câu lệnh là Firebase deploy thì nó sẽ đẩy lên. Ví dụ như sau. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ tiến hành là tôi cài cắm thêm cái thư mục cái bootstrap vào trong cái project này. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là chữ của nó là những cái chữ rất cơ bản. Được chưa? Bây giờ tôi muốn là cài cắm bootstrap vào nhìn cho đẹp hơn, được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ làm như sau. Tôi mở console bên này ra, đây. Tôi sẽ là npm cách bootstrap. Đó, tôi cài cắm thêm bootstrap vào. Được chưa? Tôi cài cắm bootstrap vào. Cài xong. Sau đó là tôi sẽ vào cái file là Angular JSON này. Vào cái phần style ở dòng khoảng 26 á. Tôi gõ tiếp như sau. Node to module sược bootstrap sược this sược css sược bootstrap chấm min chấm css bảy cái lưu xuống. Được chưa? Thì bây giờ tôi đã setup cái bootstrap vào trong cái project này thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái project này chạy lên trên cái localhost 4200 nó như nào. Đâu nhỉ? Tôi tạo project chạy tôi chưa biết. Localhost sử 2.4200. À quên, cái này do nó là config cho nên là chúng ta sẽ phải serve lại. Đây, chúng ta thấy không ạ?
sau khi chúng ta bê cái bút chat vào thì cái giao diện này trông nó sẽ rất là khác. Được chưa? Ví dụ như bây giờ ở trong cái hotel này, tôi sẽ sửa lại cái phần code ở trong này. Được chưa? Tôi không dùng cái ULLI này nữa mà tôi sẽ dùng thêm table. Class table, cách table to strip it. Nó có cái th này gồm th, các cái th của tôi nó sẽ bao gồm là id, hotel name, logo address. Dạ. Thêm một cái nữa là tôi sẽ chuyển link. Cái link này sẽ là cái thẻ A. A này nó sẽ là router link nhá. Router link đang là module S hotel. Router link sang S hotel. Thì là có cái class btn, khách btn trừ succeed. Thì là tạo mới. Dạ, tạo mới. Sau đó ở dưới cái th này tôi sẽ là cái tbody. Trong tbody thì có các cái thẻ tr. Và cái thẻ tr này sẽ là cái ng4 nằm ở trong này luôn. Ng4. Và ở đây chúng ta sẽ có các cái td. Td này gồm gì? Đây, td này thì nó có là hotel.id này, hotel.name này, hotel là hotel.ảnh đúng không, logo đúng không, nhưng mà trong cái logo này chúng ta sẽ có img. Img này thì có cái thuộc tính của src. Src bằng hotel logo, logo có cái class trong này, class là img cách img trừ avatar. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là class nó như thế. Test nó với width bằng 100. Và cuối cùng là cái hotel.address. Và thêm hai cái button nữa. A này. Router link bằng một cái mảng phần tử đầu tiên. Phần tử đầu tiên thì sẽ là cái detail. Edit hotel. Edit hotel, tham số là hotel ID. Class btn cách btn trừ info. Đây là sửa. Nút sửa. Đấy, còn nút xóa thì các bạn tự thêm đấy. Phần này tôi sẽ có thể là xóa nó đi. Không. Nó sẽ build lại sửa code của chúng ta đây. Sửa code của chúng ta như này. Được chưa? Nhưng mà bây giờ sửa code của chúng ta như này nhưng mà trên Firebase là nó chưa được deploy. Được chưa? Và chúng ta cũng chẳng build gì cả. Do đó chúng ta cái sửa code trên cái phần Firebase ấy, Firebase hosting ấy, thì nó sẽ không được nhiều trông như này. Nó sẽ không được như này đâu nhá. Bây giờ chúng ta muốn đẩy cái sửa code này lên thì chúng ta sẽ làm như nào? Rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ thực hiện lại các bước vừa rồi. Chúng ta gõ là ng cách build cách trừ product để nó build lại cái project này trong cái thư mục disk kia. Đang build á. Rồi sau khi build xong thì chúng ta là Firebase deploy luôn. Chúng ta không phải init nữa bởi vì init một lần rồi. Init nó chỉ diễn ra một lần thôi.
chúng ta chỉ việc là deploy lên là xong. Rồi xong, bây giờ chúng ta mở cái Firebase app ra, chúng ta reload. Đây, đúng như những cái gì ở trong máy của chúng ta. Được chưa các bạn ơi? Thì đấy nó là cái hướng dẫn nhá. Thì chúng ta xem và đẩy cái project của mình lên Firebase. Được chưa? Các bạn làm thử đi xem có lỗi gì không thì tôi chỉ thêm cho. Làm luôn nhá. Đâu hết rồi. Đẩy cái này lên nó khá là nhanh. Khô thằng nào yếu gì mà đẩy lên đi, đẩy lên đi, đang thử ạ, thử đi nhá, có lỗi gì báo luôn. nhưng mà nó build lâu quá. Build à? Ừ, máy Windows thì nó build hơi chậm một tí thôi, kiên nhẫn vậy. Ping 118.000 ghi ấy. không, ping ping À, ping gì? hay gặp ping luôn. Đẩy lên xem có được không? Gửi lại cho tôi cái link của các bạn nhé. Gửi lại trên cho tôi cái link Angular của các bạn trên Firebase.
để xem phần hosting thì nó có những cái gì. Mười g storage được 1 g, download 10 g. Sao rồi, có ai làm được chưa? Một bạn share màn hình đi xem đang làm những cái gì cho nó đỡ chán nào. Đâu rồi, có thằng nào không? Đi ngủ hết rồi sao bọn này? Lương share màn hình thế nào? Cả lớp có mỗi mình ông gọi tiếp rồi, còn lại cái bọn kia đi ngủ hết rồi. Em ok deploy sang cái ấy xong làm gì thầy nhỉ? Xem màn hình như thế nào. Đây ạ. Cái gì? Rồi tính đến bình sau. Đợi một chút ạ. Ừ. Nó bị đờ mất rồi. Mua mát đi, đỡ đờ. Thấy chưa thầy ơi? Thấy rồi. Đây em biến nó thành file disk rồi xong rồi làm cái gì nữa thầy nhỉ? Em mở file bay lên đi, em mở web file bay lên. File bay à? Ừ. Đây à? File bay đấy. Em tạo một project rồi gì? Đây à? Rồi ok. Đấy nha, chờ chờ tôi mấy giây, tôi sẽ gửi cho em cái đường dẫn này, à, cho em cái câu lệnh này. Chờ tí. Đây. Ở phần chat nhá. Vâng ạ. Em cài cái tool của nó vào. Đấy, mở npm ra. Bệt vào. Đúng không? Đợi nó chạy, cái này chạy lâu lắm. Ông ngồi chờ tí vậy.
Đây nó vẫn đang chạy thế ạ. rồi, cứ để nó chạy đi. Em muốn trao em vứt link vào vậy. Ừ, vứt linh vọng được. Đây. Sao máy của Go có cài lâu ấy nhỉ? Không biết là có do mạng mẹo gì không? Em biết thì chắc tại Win 10 này nó chạy lâu. Cài Ubuntu đi, cài thêm một cái hệ điều hành Ubuntu vào một ngày. Cài thêm sợ càng ngày nó càng nặng nhỉ. Không, cài sang ổ khác chứ, chia thêm một ổ ra. Rồi vào nữa đi lắp SSD thì cài một thẻ. Java, ngày xưa tôi code Java, tôi toàn code trên Fedora với lại Ubuntu. Nói chung làm trên mấy cái đấy khá khá thích. Rồi đấy, rồi đấy em có Firebase cách login đi. Có vào NPM ấy. NPM nữa. Không không phải là NPM, có trong tên bộ Firebase cách login. Rồi. Là tí từ từ nha. Allow Firebase rồi, yes y nó chưa mở cái xương, chưa mở cái lên à. bây giờ nó mà Rồi chị đà vậy. Hết. Mà sao tự nhiên hôm qua được nghỉ hôm nay lại phải đi. Đấy đấy. À hôm qua tôi đi thi ở Lào. Chiều hôm qua tôi đi thi thạc sĩ. Là nó mất cả buổi chiều nên là không không dậy được. Nếu biết có đỗ không? Kệ cứ đi thì. Rồi ok xong rồi đấy, em mở cái CMD, em mở cái terminal ra đi. Đấy, login xong rồi. Em Vâng. gõ là Firebase cách init. Rồi. Gì nữa ạ? Enter xuống. Rồi. Yes. Chọn là hosting, mũi tên xuống dưới nhé, mũi Vâng tên vâng. xuống dưới đến hosting, Thấy xong không? bật dấu cách đi, rồi enter, từ user exist project, enter xuống, rồi chờ tí nó sẽ tải đấy, assignment front end đúng không? Vâng ạ. Đúng không? Enter đi, rồi Chỗ ok cái em đít này đúng không? gõ chữ this. Đừng enter nha, sượt chéo, sượt chéo. Rồi em Assignment. mở cái thư mục disk kia ra. Rồi Assignment. copy lại chữ assignment, gõ lại chữ assignment vào trong cái sau cái disk ấy. Rồi enter xuống. Gì đây? Con single page no. No luôn. Rồi, config xong rồi ấy. Sau khi config xong ấy thì nó sẽ xuất hiện thêm cái file là firebase.json. Thì em có thể Vâng. mở cái file đấy ra để xem các cái config của em có thể sửa trong đấy. Dưới dưới dưới. Dưới cái browser list ấy. Đây. Đấy, firebase.json đấy. Đây là những cái config em mở ra. Đấy chưa? Những cái config của mình. Sau đó bây giờ em gõ là
Firebase cách deploy. Deploy à? DEP LOI dài. Rồi enter xuống. Rồi xong rồi đấy, copy cái đường dẫn như kìa. Copy không cái đường dẫn của hosting URL đấy. Dưới rồi đấy, không ấn bấm vào đấy luôn đi, bấm vào đấy luôn được. Kích vào. Control click mới được. Rồi thì control click. Open. Open. Được chưa? Được rồi ạ. Đấy, đẩy lên nó chỉ thế thôi. Xong rồi mấy vâng. nữa em mà nộp bài thì em nộp cho tôi cái đường dẫn này. Vâng ạ. Cái đường dẫn trên URL là xong. Vâng vâng. Rồi. Đâu rồi Phan Bình share màn hình xem nào em ơi. Đâu rồi, Bình đâu rồi? Các bạn khác thì đẩy lên được rồi gì? Hay là cần hỗ trợ gì không? Này Rồi. nó bị không, nó không không truy cập được vào ấy à? Không truy cập được gì? Cái dữ liệu của student nó không hiện lên được đây và nó hiện lỗi này. Lỗi à? Không tìm từ thấy. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Theo cái ID 1 này. Em mở cái em mở tab mới ra đi, em mở cái mock API ra đi. Mock API. MOCK. Đấy. Đây này, em bị sai rồi, từ từ tôi chỉ cho, tắt cái này đi. Em thấy cái hình tròn ở đầu cái student không? Đầu student đây phải không ạ? Kích vào đấy. Rồi em kích lên trên. Lên đây à? Ừ. Xong bây giờ làm con đúng không? Em kéo dữ liệu đi. Để hẳn trăm cái đi. Thôi trăm hơi nhiều thầy. Nhiều cái đếch gì cứ kéo đi. 20 là được rồi. Nhanh lên. Rồi ok. Giờ em reload lại trang đi. Reload lại cái Angular của em đi. Được chưa? Ở chi tiết đi xem nào. Rồi thế. Đấy, đang bị sai tên các cột đây này. Dạ vâng. Thì em sửa lại cái đường dẫn thôi. Dạ vâng ạ. Đã đẩy được lên Firebase chưa, Bình? Em chưa. Nãy phải em cái project đấy về làm thể đi. Lúc đầu em không làm theo được thầy. Thế mà tải cái thư mục về, tải cái project về đi, share màn hình đi, tải project về tôi chỉ lại cho. Dạ vâng. Ok. Em vào cái stack bleed đi. Cái stack bleed cơ mà. Đấy, bên kia kìa đấy. Rồi. Em nhìn thấy cái hình tải xuống không? Ở phía trên bên trái đấy 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 cái hình hình đám mây mà có dấu mũi tên đây xuống à? Ờ tải xuống rồi em ra ngoài project cũng ở ra ra ngoài thư mục đi đấy quản lý thư mục ấy ra ngoài desktop đi cho ra desktop phải không ạ? Không em mở thư mục desktop cái thư mục desktop thôi. Để tạo project ra đã. Đấy em chuột phải shift chuột phải. Shift chuột phải. Shift chuột phải à? Ừ. Shift chuột phải. Rồi. Chờ tí. Open PowerShell window here. Đây ạ. Ừ.
Đấy, gõ ng cách new. Ng cách new cách Phan Bình chẳng hạn. Rồi enter xuống. Để nó tạo ra cái project Angular mới cái gì đây? Nó đỏ lòm này thầy. Từ từ. À thế vậy thì lỗi rồi. Ok, thế vậy thì bây giờ em tắt ngay đi. Của em máy của em không chạy được PowerShell với Angular rồi. Tắt đi, tắt đi. Em mở cái thư mục new folder kia ra. À quên nhập đổi tên thư mục chứ. Phá rồi à? Hey. Đấy, viết vào đấy là Angular. Rồi. Enter xuống mở nó ra. Mở CMD trong này đi. Click lên trên đường dẫn đúng rồi, CMD. Đấy, ng cách new cách Bình Phan này ạ. Enter xuống. Rồi ngồi chờ nó cài. Biết phải không thầy? Y phải không thầy? Y được mà nào cũng được. Đấy, enter cái nữa. Rồi bây giờ chờ nó cài. Biết. Cứ để nguyên đấy. Dạ vâng. Đi té hả? Lâu quá. Bình thường, cứ từ từ. Bình tĩnh. Thank you.
Đéo máy thằng này SIDA nhỉ, lâu thế. Mà em nó bị chậm mà thầy. Giờ mà cài lại Win xóa dữ liệu đi Thôi, thì thôi, thôi, sao hết kỳ rồi. Ô, bình tĩnh đi. 15, à, đây hình như là dự kiến là 15 đến 18 tháng 5 là vào lớp mới đấy, à, vào kỳ mới đấy. Đó. Một Bây giờ tháng cài cắm lại gì, cứ thế mà giờ cứ thế mà chạy thì đã. 8 tháng 5 rồi. 18. Đợt tới có đi xem bảo vệ dự án tốt nghiệp thì đi. Hôm nào hả thầy? Dự kiến là công nghệ thông tin là 10 11 tháng 5. Còn ứng dụng phần mềm thì là sau đấy khoảng 2 ngày, khoảng 13. Vâng. Nếu mà offline được thì lên nên lên trường xem hóng xem như nào. Để biết Rồi. được mà sau này mà chuẩn bị. Đấy được rồi đấy, CD vào trong đi. CD vào fan bình đi, bình fan đi. CD cơ mà. Nhầm nhầm đó. Trên directory, đấy fan bình fan. Tab cái. Rồi, enter. Rồi ok, bây giờ em mở cái thư mục, cái thư mục mà chứa file của cái project nãy tải về, em giải nghe nó ra. Đấy, giải nghe nó ra. Extract tool kìa. Rồi bây giờ em copy mở cái thư mục src ra. Thư mục src, src. Nhìn thấy thư mục không? Trong cái đấy có cái thư mục À đây src kìa. đây. Vâng đây. Đấy, mở cái app ra. Mở cái thư mục app. Copy toàn bộ, Ctrl A, Ctrl C. Đấy, xong rồi mở cái project Angular vừa tạo ra. Rồi. Mở cái src app, xóa hết đi, Ctrl A xóa. Rồi p tạm. Rồi mở cái command line ra. Cái command line em đang vẫn mở mà hay là tắt rồi? Tắt rồi à? Cái CMD ấy, cái ngoài cùng ở dưới thanh đấy đấy đúng rồi. Rồi gõ thử ng cách s cách trừ trừ o xem nào, s cách trừ trừ o. Rồi enter xuống. Lighting. Okay. Không lên gì à? F12 lên thế nào? Xem lỗi gì? F12 kích vào màn hình xong F12 lên đấy là lỗi kìa. Kéo cái phần console lên, mở cái tab console đi. Kéo lên cao đi xem nào. Gì đây? À đúng rồi, ông bị giống lỗi giống tôi lúc nãy, ông mở cái project vừa rồi ra bằng 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 Visual đi. Bằng visual phải không ạ? Visual hoặc là bằng cái tool nào để code nữa. Thích thì mở bằng Eclipse được. Có visual cho nó quen thuộc thế. Notepad. Thôi, Notepad gì? Tôi lại xúi ông mình bắt công code Notepad bây giờ. Trước bọn tôi code Java Notepad mà. Vậy. À, thật đấy. Có ông thầy là thầy Phan Đăng Cầu ở trên đại học FPT. Ngày đấy bọn tôi học Java, thầy thấy bắt code Notepad. Build Notepad luôn. Nó không có gợi ý cốt phải không thầy? Không, chẳng có gợi ý mẹ. Rồi Khổ mà. quá đấy. Thế mở cái thư mục kia ra đi. File open folder. Open folder chứ không phải open file. Đấy. Desktop, desktop không phải thích mục này, desktop.
Thằng này còn biết cả tiếng Hàn. Angular không? Angular. Rồi chọn bình fan. Rồi select folder. Không, select luôn. Rồi. Rồi. Giờ tí nó sẽ mở lại. Yeah. Đấy, rồi ông mở cái src ra. Mở thùng src ra. Mở cái in, mở cái index ra, index HTML ấy. Rồi. Đấy, copy cái app root kia đi. Copy mỗi cái app root nhá, cái text app root ấy ở dưới ấy, ở dưới body ấy. Để. Text app root. Đúng rồi. Rồi, copy đi, xong rồi mở mở app ra. Mở thư mục app ra. Đấy, mở cái app component. App component.ts. App component.ts đấy. .ts mà đấy. Đấy sửa cái selector cái thành từ my app thành cái app root vừa rồi. Vệt lại. Rồi lưu xuống. Mở cái CMD lên xem nào. Cho nó build lại không? Cái gì đây? Motel detail component.ts property id does not exist on time any. Từ từ nha. This motel service. Em chưa ở trên Firebase đâu thầy ạ. Từ từ. Mở cái file motel detail component ra xem nào. Nó đang báo lỗi này. Motel detail component. Component. Trên Giga. Đấy, rồi motel detail component.ts dưới. Dưới dưới. Rồi, để xem nào. Đây nó hiện đây. Bình tĩnh để xem nào. Kìa kìa, nó báo dòng 28 kìa. This từ từ đã, bình tĩnh. Tại sao lại là đây là detail mà cái biến motel của em nó lại là một cái mảng đấy kìa. À. Em xóa cái mảng đi, em viết nó đấy bằng null. Trên ấy, ở trên dòng 10 ấy. Xóa cái dấu đóng ở ngoặc nhọn vuông đi, xóa viết thành null. Null cơ mà. Rồi lưu xuống. Mở cái CMD lên xem nó hết chưa. Lỗi khác rồi. Mày làm lỗi thế. Thì đây. Ở file student detail component.html. À. Detail.html 23. Đâu? Student detail.html dòng bao nhiêu? Dòng 23 nó hiện chỗ 23 đây thầy. Không? Từ từ nha. Form ID sai ôi nhiều đấy nhỉ. Ôi mình sai một đống, từ từ đã, để em xem nào. Kéo lên trên xem nào. Rồi từ từ sửa từng cái một nhá. Bây giờ mở cái file student detail component.html ra. Đây ạ. Rồi kéo dưới nha. Nó có cái hàm. Hình như là chưa có hàm hay sao ấy. Đấy, chưa có hàm đấy, remove student kìa. À. Thấy không? Copy cái tên hàm đấy. Ừ. Tên hàm remove student này. Kích đúp vào. Rồi, copy, mở cái file TS của nó ra. Đấy, tạo hàm mới xuống dòng 24 enter xuống. Đấy, enter xuống, viết cái hàm này ra. Đóng mở ngoặc, nhận hai tham số gì? Không. Sao lại chấm phẩy? Định nghĩa hàm sao lại chấm phẩy ông Thánh? Y ước gì mở cái đoạn HTML ra xem là nó cần truyền hai tham số gì. Kia kìa, tham số là motel ID và student ID rồi, ok, mở cái file TS ra. Đấy, viết vào đấy là motel ID. Phải student ID. Student ID, viết cho nó rõ ràng ra. Chết code như này. Các em đặt tên biến thì các em phải đặt tên biến nó tường minh nhá. Chứ đừng có đặt tên biến kiểu dạng ID ai đủ chết đấy. Sao lại student viết đúng đâu? T. Student thiếu chữ T. Rồi bỏ cái dấu gạch dưới đi. Chấm chấm cái gì?
chết mất thôi. Viết chữ y viết hoa lên. Rồi, đóng mở ngoặc nhọn đi, ra ngoài đóng mở ngoặc nhọn đi. Mấy nữa xử lý cái gì mình xử lý sau. Chết thật bọn này. Lưu xuống cho nó bớt lỗi chưa? Kéo dưới xem nào. Để xem, kéo lùi lên xem nào, xem còn lỗi gì tiếp. Kéo lên trên. Đây dòng 6 cái này, tiếp theo là student detail component. Dòng template URL. Rồi ok, mở ra xem nào. Đấy là ở đây đấy. Không 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 không, ở file vừa rồi ấy. File vừa rồi ạ. Ờ. Xem nào. Student template URL. Từ từ đã. Student detail component. Trong HTML đúng mẹ rồi gì đó. Rồi mở CMD lên xem nào. Lỗi đấy không phải lỗi đâu, cái đấy không phải lỗi đâu. Dưới đi. Form. Form. File student form component. Student form component. Mở cái đấy ra xem nào. Đây này. Em chưa có cái form group, form control gì đúng không? Dạ vâng. Rồi em mở cái student form component ra đi. Mở cái student form controller à có .html ấy. .html của nó. Để em xóa trắng cái này đi. Rồi xóa, rồi lưu xuống. Mình để cho nó hết lỗi đã. Xong mấy nữa em làm lại sau Ctrl C đi. Ctrl C. Kích vào đấy Ctrl C. À được rồi đấy. Rồi. Mở cái trình duyệt ra. Xem nó chạy được chưa. Đấy, chạy rồi đúng không? Đúng chưa? Rồi còn lại tính sau nhá. Cảm ơn. Rồi tiếp tục mở cái CMD lên. À từ từ, em mở cái visual lên. Nhầm. Terminal. Nhìn thấy trên menu không? Terminal. Terminal. Trên menu của em có đây. Ở bên cạnh chữ help ấy. Răng. Đấy. New phải không thầy? Đúng rồi, new. Em chọn số 1 PowerShell để chuyển sang CMD đi. Số 1 kìa. À? Ở bên tay phải ấy. Trên. Nhìn cái chữ số 1 PowerShell không? Đấy, chọn select default shell. Đấy, command line, command prompt. Kích vào đấy, kích vào cái đầu tiên ấy. Rồi. Rồi em tạo mới một cái, nhìn cái dấu cộng ở bên cạnh cái PowerShell không? Dạ vâng. Cộng vào đấy. Rồi đấy, gõ đi, npm cách y, cách bootstrap, boot boot, strap, rồi enter xuống. Rồi xong, em mở cái file angular.vsun ra. Làm gì ấy? À? Angular.vsun cơ mà. Đây. Đấy mở ra, tìm đến cái dòng 26 ấy, cái chỗ style ấy. Đấy em copy cái đoạn mà tôi vừa viết ở phần chat ném vào trong cái dòng 26 đấy. Rồi, đây là áp dụng bootstrap vào trong cái này. Hãy 6 enter xuống. Rồi paste xuống, rồi lưu xuống, chạy như nào. À lưu xuống xong rồi build lại, mở cái CMD cái ra. Đấy, Ctrl C. Yes đi. Rồi. Build lại đi. Gõ phím mũi tên lên trên ấy. Gõ cái mũi tên lên trên nữa, cái nữa. Rồi, enter xuống. Đấy, khác chưa? Rồi.
Rồi ok, bây giờ build lên trên cái Firebase đi, em mở cái thư mục Firebase ra đi. À quên nhầm, em mở cái Firebase.google đấy, đấy Firebase đấy, copy bấm vào. Rồi, em xem em đang đăng nhập bằng tài khoản nào đấy. Kích vào cái hình logo ấy, hình avatar. Rồi, em phải tên. Rồi. Get start đi. Add project, create a project. Đấy. Phan Bình trừ Angular. Trừ Angular. Nó chỉ chấp nhận dấu trừ, nó không chấp nhận dấu gạch dưới đâu. Dạ vâng. Rồi. Accept đi. Continue. Continue luôn. Chọn Việt Nam. Trên đi kìa, trên đi kìa. Chọn Việt Nam. Rồi, create project. Ok nó đi. Em vào trong cái visual. Đấy, gõ npm. Gõ ở dưới cái terminal á. Terminal ở dưới, đấy kích vào rồi. Npm cách y cách trừ g cách Firebase trừ tool. Rồi ơi, TOOLS LS SSSC ấy. Rồi enter xuống. Nếu xì đa vậy lâu thế, máy sắp bán ông nát rồi thế. Đừng bán nha, để mà làm server. Mua máy khác rồi để máy này ở nhà mà làm server local mà code. Rồi xong, bây giờ em gõ tiếp đi. Firebase cách login. R viết sai chữ Firebase rồi. Rồi, Firebase cách login. Enter xuống. Yes. Đấy, đăng nhập cái tài khoản FPT đi. Rồi. Kéo xuống dưới. Cho phép. Rồi xong, tắt cái này đi. Mở cái visual lên. Đấy, login xong, Firebase cách init. Thừa một chữ n rồi. Rồi, enter xuống. Lại thừa chữ n rồi. Ấy. Đi đây, yes. Kéo xuống cái hosting. Mũi tên xuống dưới nha, mũi tên xuống dưới. Rồi. Đánh dấu cách. Có lại đi. Yes. Cách enter enter luôn, trên enter luôn. Đấy, enter tiếp. Em có mỗi project này mà từ từ chết rồi, em chưa thấy Ctrl C đi, Ctrl C đi, em chưa build project rồi.
Rồi em gõ là ng cách build, build cách trừ trừ p trừ trừ pr không không cách ra cách làm gì prod. Rồi enter xuống để build trước đã. Rồi em sang cái cây thư mục em kéo lên trên này nè. Cây thư mục ấy, kéo lên trên. Chưa có à, có thư mục đít rồi kìa. Bung cái thư mục đít ra. Rồi ok, bây giờ em mở mở cái terminal ra em gõ lại cái đoạn vừa nãy. Đừng tắt đi, để nguyên đấy. Mũi tên lên trên đi. Đây phải không thầy? Nữa. Đấy. Init. Yes đi. Lại hosting. Đấy, enter. Enter cái nữa. Đấy, giờ gõ là dist, D-I-S-T. Sược. Sược chéo ấy. Đấy, bình phan. Rồi enter xuống. No. No, no, no. No, no. Rồi. Cần viết hoang thầy. Không, no tiếp. No luôn. Rồi xong, bây giờ em Firebase cách deploy đi. Deep D D E P D E P L O I dài. Rồi enter xuống. Rồi đấy, em control cái gõ vào cái hosting URL kìa. Giữ phím control. Giữ phím control gõ vào cái hoặc là copy cái bình bình fan trừ angular đấy đấy đấy. Giữ control click open đi. Cái đoạn update nó lên Firebase kiểu gì thầy nhỉ? Cái gì update nó lên Firebase? Nhất là cốt lại xong rồi nhắm nó lại lên Firebase. Lưu lại. Lưu lại. Sửa mới gì? Vâng. Em build lại xong rồi em lại deploy lên. À vâng ạ. Được chưa? Chỉ có hai cái đấy thôi à thầy? Ừ, nếu mà em có code mới thì em cứ thế làm thôi. À vâng vâng. Đấy, hôm nay chúng ta thực hành lại cái việc deploy nhá. Sau này các bạn code ở trên máy của mình thôi. Đỡ phải đẩy lên trên Stackblit nữa. Được chưa? Cho nó chủ động. Nha, buổi sau tôi sẽ hướng dẫn thêm các việc cài cắm của các bạn, cài cắm NG Bootstrap một vài cái thư viện nữa vào để chúng ta sử dụng nhá. Xong rồi phải không thầy? Gửi lại cái link này cho thầy à thầy? Ừ, đến lúc nộp bài thì gửi lại cái link trên đường dẫn này này. Được link chưa? Này luôn phải không thầy? Ừ, link đấy. Nghe thầy. Rồi bây giờ điểm danh nhá. Trần Trung Hải có. Lưu Thanh Phương có không? Bạch Trung Dũng có. Chat lên nha, không có mồm đâu. Nguyễn Tiến Trường có. Có cái gì? Chat lên đây. Ở đấy mà có. Nguyễn Sĩ Mạnh, Vũ Đức Anh, An Văn Dũng, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Tuấn Sơn, Nguyễn Tuấn Sơn, Đặng Văn Toàn, Vũ Đức Huân, Nguyễn Đình Dương, Nguyễn Quang Huy, Trịnh Quang Minh, Đặng Minh Chiến, Nguyễn Văn Huynh, Đào Trung Chiến,
Tô Tiến Dương, Lê Hoài Nam, Lê Hoài Nam, Phùng Minh Hiếu, Nguyễn Như Quỳnh, Chu Mai Lan, Vũ Đức Bình, Phan Tiến Long, Nguyễn Minh Quốc, Hà Ngọc An, Trần Minh Khương, Dương Tấn Minh, Dương Tấn Minh, Đào Duy Lương, Lê Đức Quyền, Lê Đức Quyền có không? Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Ngọc Hải, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Quyết Chiến, Phan Đình Bình. Rồi còn ai chưa điểm danh không? Em Nguyễn Minh Quốc thế ơi. Minh Quốc. Ok. Còn ai nữa không nào? Hả? Em Nguyễn Tuấn Sơn ạ. Tuấn Sơn. Rồi. Thấy chưa? Rồi các bạn về cố gắng đẩy cái code của mình lên Firebase nhá. Đình em dưới. thầy em không chạy lên web ạ. À sao? Tức là hình như là bị lỗi hả? Thầy đổi port của em vậy ạ. Đâu, em share màn hình đi xem nào. Đã. Đâu, nó báo lỗi gì? Gì đây? Đây, do Global Angular version is greater than local. À đây, cái này có gì đâu. Rồi, để chạy thế nào. Nó báo lỗi gì? Không lên được à? Mỗi thế này rồi à? Mở trình duyệt ra. Mở trình duyệt ra gõ localhost 2.4200. Mà không, nó không lên nữa. Để em chia sẻ luôn. Từ từ tại đây. Mở lên xem nào. Vũ Đức Anh. Đây ạ. À. Nó 4200 nó ra trắng xóa nó không lên đấy ạ. À. Em bật F12 lên xem nào. Bật F12 lên có khi code của em bị lỗi đấy. Em nhìn thấy chưa? Cannot resolve all parameter motel component. Ba cái hỏi chấm kia là cái mẹ gì? Em mở cái motel component ra xem nào. Em bị lỗi đâu không? Không, em mở cái motel component .ts ra. .ts đấy. Rồi để coi nào. Kéo dưới nữa đi. Reset, sao lại có reset motel này làm gì? Cái này để xả rỗng form khi ấy. Xả rỗng form thì cục là xóa trắng form đấy ạ. Tại ví dụ như kiểu là em ấn nút sửa mà em thoát ra em cuốn vào lưu á thì tức là em thêm sửa xóa ở trên một màn hình không lên đấy luôn ạ. Thì cục ấy. Kéo lên trên này chẳng hiểu thằng này bị lỗi đâu cơ. Trên năm tách em chạy được ạ. Về đây mình chạy chạy được em ra đây ạ. Có cái dòng này nè. Cái này là em tải project từ trên Stackblitz về à? Vâng. Giống như lúc nãy tôi chỉ cho bạn Bình ấy, là em tải về nhưng mà khi mà em chạy ấy thì em copy toàn bộ cái phần phần nội dung ở trong cái thư mục app sang một cái project mới, em tạo một cái project Angular mới, em copy toàn bộ nội dung code ở trong cái thư mục app của cái project này sang cái project bên kia em chạy. Hiểu không? Vâng. Thế mới chạy được. Tôi cũng không biết là của em nó có chạy được không, như này của em là đã chạy được rồi này, có khả năng là của em bị sai code ở đâu đấy. Của em đang bị sai code ở đâu đấy.
Em mở cái file HTML xem nào. Kéo xuống dưới xem nó có dùng cái hàm gì không. Detail MID đúng. Có sai đấy thì chẳng lẽ mày sai cái gì cả. Lúc đầu em tưởng là sai. Đây, xóa trắng code đây xem nào. Xóa trắng code ở màn hình đi. Đấy, rồi lưu xuống. Mở cái trình duyệt ra. Nó còn lỗi, reload trang này nè. Vẫn lỗi này. Cannot resolve. Nhìn thấy cái uncut error không? Nó có cái dấu mũi tên ở đầu á. Không, ở cái uncut error cơ mà. Dòng lỗi đầu tiên này. Có biết đọc chữ uncut error không? Cái hình dấu x ấy, đầu tiên ấy. Đã. Đấy, bên cạnh nó có cái gì mũi tên đấy, bấm xuống. Để xem nào. Này nó còn không chỉ ra file nào cơ. Ông nén cái file này đưa lên trên Google Drive rồi gửi lại cho tôi nhá. Vâng ạ. Để tôi check lại xem nó lỗi gì. Vâng. Rồi vào cái file HTML Ctrl Z lại đi, để cho nó back lại code đi. Rồi ok. Nén cái thư mục này lại, ném lên trên, đừng nén cái thư mục nốt module nhá, nó rất là nặng. Thấy chưa? À. Ông thì ông tải mới cái project ở trên trên Stack Blitz về, đưa tôi. À. Nha. Rồi, ok, còn bạn nào nữa à. Không? Em thế. Em hỏi em up lên nhờ nhưng mà nó hiện ra cái Open Hot Center Community. Em xem màn hình. Đó. Để em xem màn hình. Thấy gì ạ? Đây em chạy thì chương trình thì nó mở được cái này. Rồi, hiểu rồi. Cái này em mở cái em mở cái thư mục mở cái project của em ra đi. Project code đấy. Rồi. Đây. Em mở cho tôi cái file file bay.json. Em rồi. Rồi. Để xem nào. Rồi ok, em mở cái thư mục disk của em ra đi. Đây. Em nhìn cái thư mục disk của em, ở trong cái thư mục disk nó có cái thư mục là Tuấn NM không? Vâng, được. Em viết tên dấu sược ở đấy, Tuấn NM. Rồi lưu xuống, deploy lại đi. Rồi, mở web ra. Được. Rồi, ok. Con fix sai thôi mà. Vâng. Rồi, còn ai nữa không?